Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách làm cái quả chay khô nhé, để chúng ta dùng để nấu canh nhé, kho cá nhé. Và cái chay này thì lại rất là nhiều công dụng. Hôm nay mình vào vườn ấy, nhà em mình xin được một ít quả chay. Cái cây chay thì các bạn có thể nhìn thấy đấy ạ. Và mình sẽ đi hái những quả chay nó chưa chín để mình phơi khô để làm cái gia vị ấy. Để khi mà nấu canh, nấu kiếp mình sẽ cho vào ăn nó rất là chua chua ngon ngon ấy, làm thành canh chua ấy ạ. Và hái xong thì mình sẽ mang về mình rửa sạch để mình thái ra và rửa lại để cho nó hết nhựa đi. Các bạn có thể ngâm chút muối nhé, cho nó sạch nhé. Sau đó mình sẽ để ráo nước và mình thái rồi mình mang đi phơi nắng nhé. Thái mỏng ra để phơi cho nó nhanh khô ấy. Và quả chay thì nó chứa rất là nhiều những cái chất mà tốt cho cơ thể, nó có vị chua, tính bình, có tác dụng thu liễm, cầm máu và thanh nhiệt, khai vị, giúp tiêu hóa, làm ăn cơm ngon. Rễ quả chay thì cũng có tác dụng nhá. Thế nên khi mà cái quả chay này chúng ta làm thực phẩm này hoặc là ăn ấy, nó còn giúp cho chúng ta giảm mỡ máu, tốt cho những người bị hệ huyết áp cũng như tiểu đường ấy, và cung cấp vitamin toàn diện cho cơ thể, vì nó chứa các loại axit amin và vitamin ấy. Khi mà quả chay chín ấy, thì nó sẽ có vị ngọt như quả hồng, còn khi xanh thì nó rất là chua, thì lại rất là tốt khi chúng ta dùng để làm canh chua ấy. Đây, hôm nay mình thái ra như này, rửa sạch rồi, hết nhựa rồi, xong mình thái mỏng ra như vậy rồi mình mang đi mình phơi ấy, để mình dùng dần ấy. Khi nó khô rồi mình có thể cất vào các hộp, các cái túi bóng để chúng ta để ngăn mát tủ lạnh, hoặc là để lâu dài để ngăn đông, và chúng ta mỗi lần nấu canh chúng ta cho vài nát vào nấu canh cùng ấy. Và khi thái xong rồi mình sẽ giải ra cái mâm này rồi mình mang đi ra trời nắng mình phơi nhé. Với cái nắng nhiệt độ của mùa hè này mình sẽ phơi khoảng 3 ngày là nó sẽ khô, vì mình thái nó hơi dày một chút ấy. Và các bạn thái mỏng thì chắc chỉ hai nắng là khô thôi, hoặc là nếu không có nắng to thì cứ phơi đến khi khô là được. Đến buổi tối chúng ta lại cất vào và chúng ta phơi đến khi khô là được. Khi mà kho cá ấy, các bạn cũng có thể dùng cái quả chay này để chúng ta kho cá nhé, thì nó sẽ làm cho cá của chúng ta nó không bị mất nước và nó sẽ ngon hơn, và cái chay nó lại cản cái mùi tanh, cái vị chua chua ấy, nó sẽ làm cản mùi tanh ấy cho nồi cá kho của chúng ta rất là hiệu quả ấy. Và nấu canh chua, nấu luộc rau muống hay là nấu các loại canh mình cần cái vị chua thì chúng ta có thể dùng quả chay này thay quả khế, thay quả sấu, thay quả chanh, thay quả me đều được nhé. Khi phơi thì mình sẽ rải đều ra như này. Và quả chay nhìn rất đẹp đúng không ạ? Còn khi mà quả chay nó chín rồi, tầm tháng 7 là quả chay nó chín, thì ăn quả chay lại rất là thơm. Nhưng nó đây ạ, khi mà mình phơi được một nắng thì nó sẽ được như thế này. Và mình sẽ phơi tiếp nắng thứ hai và nắng thứ ba đến khi chay nó khô là được. Đây, nắng thứ hai nó như thế này. Và nếu mùa hè này khoảng 38, 39 độ thì chúng ta chỉ cần 3 ngày là nó khô rong đấy, và có thể cất vào tủ lạnh rồi ạ. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này ở đây ạ. Xin chào các bạn.